Ok, bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái thép lưới cưa này như thế nào. Đây, rất chi là sắc. Đấy. Cạo lông rất ngọt. Cũng không khác gì dao lam cả. Đấy. Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay toàn cảnh cách làm một con dao bầu lọc thịt bằng lưới cưa. Đây là một mảnh lưới cưa gỗ. Ok, bây giờ ta sẽ bắt đầu ta làm.
Đây, như thế này là tôi đã hoàn thiện xong con dao bầu bằng lưới cưa. Như cái cán này thì bằng gỗ mun. Như bình thường thì cái gỗ này thì người ta chưa bó nước vào thì nó trắng hơn, mà ta bó nước vào thì nó cũng hơi đen thế này, nhìn rất chỉ là đẹp, rất mát mát. Còn được chốt 4 đinh đầu, rất đẹp. Đấy. Ok, bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái thép lưới cưa này như thế nào. Đây, rất chỉ là sắc. Đấy. Cạo lông rất ngọt. Cũng không không khác gì dao lam cả. Đấy. Rất đẹp. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm dao bầu bằng lưới cưa. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.